Ấy xời xời xời. Tóc tai gọn gàng xong rồi thơm tho thì đúng rằng là hết sẩy luôn. Đi chơi đầu năm gặp gỡ du xuân rồi gặp người yêu xa ra mắt gia đình người yêu và chấm điểm tuyệt đối luôn. Có một cái điều thực sự mà tôi phải thú nhận với các bạn rằng đó là cái việc thơm tho ấy nó cũng là một yếu tố quan trọng đấy, nhưng mà cái ngoại hình nó quan trọng hơn. Nhiều bạn ấy hỏi với mình rằng là anh ơi nước hoa có mùi nào sang trọng quyến rũ rồi sexy không? Thì mình luôn luôn nói rằng là không. Chúng ta cần có một cái phong thái, một cái thần thái. Và tất cả nó phải match với nhau. Từ cái trang phục cho đến tóc tai cho đến cả mùi hương thì chúng ta mới để lại một cái ấn tượng tốt. Mình thì cũng thường xuyên nói với các bạn rằng nếu như các bạn không có nhiều tiền mua nước hoa ấy, thì hãy đầu tư cho mình một cái vé tập hàng tháng để đi tập gym, cải thiện về body. Chúng ta có thể ăn mặc nó chỉn chu, gọn gàng. Chúng ta có thể đầu tư một vài cái lọ sáp như thế này. Đây, đây, hay đây. Để có thể vuốt cho mái tóc của mình nó không bị bù xù rồi. Mỗi sáng ngủ dậy thì chúng ta có thể vuốt nhẹ nhàng lại là chúng ta có thể tự tin ra đường. Người ta phải cảm thấy cái ngoại hình của mình ok thì người ta mới cho mình cơ hội để tiếp cận. Và từ đó thì những chai nước hoa ở sau đây nó mới có thể để lại một cái ấn tượng tốt cho mọi người được. Nên là với mình ấy, thì có một điều rất thực tế, đó là ngoại hình quan trọng hơn mùi hương rất rất nhiều. Mùi hương nó chỉ là một cái cách để gợi nhớ, nó chỉ là một cái câu chuyện đi kèm để cho người ta ấn tượng hơn về bản thân hay thôi. Ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với anh em những cái concept mà mình đang dùng trong cái thời gian gần đây. Đặc biệt là cái con Megatron Watch Sigma này. Đó, đây là hai con mà tôi cũng dùng đổi gió với nhau. Nhưng mà thời gian gần đây tôi dùng con này khá là nhiều. Nên là tôi cũng rất là muốn chia sẻ với anh em trên một góc độ là một người không hề chuyên một tí nào. Tôi còn chả biết gì về sáp cơ. Tôi chỉ có một vài con lược và những con sáp như là con pomade này thôi để dùng cơ bản. Nên là tôi nghĩ là trên một cái khía cạnh một người dùng bình thường, tôi cũng sẽ có những cái chia sẻ góp ý cho anh em một cái cách thành thật nhất. Và chúng ta hãy cùng nhau xem mấy con này có gì đặc biệt nhá. Như mình đã trình bày thì giờ đang gần đây mình dùng con Sigma và con Flagship Gel Pomade này rất rất nhiều. Đặc biệt là con này. Con này thì mình hôm nào chỉ muốn kiểu vuốt kiểu nhẹ nhàng không đi đâu thì mình dùng, tại vì nó là cái loại pomade gốc nước. Nên là cá nhân mình thì mình thấy rằng là nếu mà để có một cái độ giữ nếp thường xuyên kiểu từ sáng đến tối thì con này nó sẽ ổn hơn. Con này kiểu vuốt chơi chơi, kiểu vuốt để live stream thôi. Nên là mình sẽ đi sâu vào con này để cho các bạn có cái nhìn rõ hơn sau khi mà mình đã trải nghiệm tầm 1.5 tháng cho đến gần 2 tháng. Đặc biệt là cái chuyển giao thời tiết giữa mùa hè và đến tầm lạnh lạnh mùa đông sát Tết như thế này thì các bạn có thể có cái nhìn rõ rệt nhất nhá. Đầu tiên thì tên đầy đủ của con này nó có tên là Megatron Watch. Và con này có tên là Sigma. Trước con này nó có một con nữa. Thì con đấy tôi chưa dùng. Nhưng mà đây là toàn bộ những cái hộp của nó. Chúng ta có một cái hộp giấy như thế này. Các bạn hoàn toàn nhìn thấy này. Thông tin, thông số in rất đầy đủ. Đó, và đây là một cái thương hiệu Việt. Ngoài ra thì cái lọ sáp này nó còn là một cái lọ sáp mà các bạn có thể nhìn thấy là ở trên này, này nó là màu đen hết nhá. Trông khá ok. Thông tin thì là Stronghold Sigma Natural Finish. Và một cái nữa đó là cái phần gọi là đựng sáp ấy thì nó là cái hộp nhôm, còn cái phần nắp thì với mình nó là cái nhựa. Con này thì nó có một cái điều đặc biệt hơn so với những cái con mình đang có ở đây, đó là con này nó có dung tích là 56 gram, nó có phần hơi nhỏ hơn so với những cái con như là Forte Clay, Texture Clay này, rồi con Flagship Gel Pomade của mình. Tại vì con này mình các bạn nhìn thấy là nó nhỏ hơn rất nhiều. Mà cái nhỏ này thì tôi cũng không biết được làm như thế nào. Tại vì trong nước hoa thì chúng ta sẽ có những cái size nhỏ để chúng ta tiện cái việc mang đi. Còn trong sáp này tôi không biết nhiều lắm này. Có thể anh em giúp tôi bình luận là anh em đánh giá thế nào về cái phần thiết kế cái dung tích của cái lọ sáp này nhá. Ở đây đó chính là hạn sử dụng 12 tháng. Rất là rõ rệt, anh em có thể hoàn toàn nhìn thấy. Có mọi thông tin đây thì hướng dẫn rất là chi tiết đầy đủ, anh em mình cần đọc thôi. Về cái phần chất sáp của em nó thì mình sẽ mở ra cho các bạn nhé. Đây là mở ra cho các bạn nhìn rõ là mình đã dùng nó nhiều như thế nào. Đây. Đó. Tôi thấy nhiều anh em sử dụng kiểu hai kiểu vuốt hai bên. Cá nhân tôi là tôi cứ thích đục vào giữa cơ. Cái gì nó phải trung tâm mà tôi mới thích. Chất sáp thì nó là cái loại chất sáp đục màu trắng.
là sới này thì nó có phần hơi cứng. Và cái này ấy, thì tôi đánh giá sau một cái thời gian sử dụng thì về cái việc mà lấy ra thì các bạn phải sử dụng bằng móng tay rồi. Cái đấy là anh em nào chuyên sử dụng thác thì biết. Ngày xưa thì tôi không biết nên tôi dùng tôi cứ miết là nó khá là khó lấy. Và cái loại sáp này ấy, cái chất sáp như thế này này thì nó sẽ hơi khó khăn hơn trong cái việc mà chúng ta lấy một scope ra vào mùa lạnh nhá. Vì mùa lạnh này có cảm giác là nó cứng hơn so với cái nhiệt độ mà nóng tầm 35 độ thì mình thấy rằng là cái việc nó lấy ra nó sẽ dễ hơn, hoặc cũng có thể là do tôi bảo quản nó không đúng lắm. Nhưng mà cá nhân tôi thì mùa đông nó sẽ lấy ra dễ hơn, à khó hơn. Và một cái điều nữa, sau khi chúng ta lấy cái chất sáp này ra thì cái việc đánh tan của nó khá là dễ. Các bạn chỉ cần lấy một cái scope nhỏ thôi. Tại vì với cái thời gian mà mình trải nghiệm ấy, mà mình cũng có đọc cái phần hướng dẫn sử dụng ở đây, họ ghi là cũng lấy một cái lượng nhỏ, không nên lấy quá nhiều. Tại vì nếu như các bạn lấy quá nhiều ấy, thì các bạn khi các bạn apply lên tóc ấy, thì nó sẽ không ăn hết, mà thậm chí là nó còn khiến cho các bạn bị một cái tình trạng đó là chỗ nhiều, chỗ ít, nhìn nó kiểu bị nặng này, xong rồi nó đổ sập, hoặc là nó sẽ làm cho các bạn kiểu nó bị bết ấy. Nên là với cá nhân mình nhá, khi mà mình dùng con này thì mình khuyên các bạn, hay là các bạn dùng những cái con sáp nào khác mà nó có kiểu dạng đặc như thế này, thì các bạn lên lấy một lần ít thôi và chúng ta đánh tan ra tay, đánh đều hết ra và chúng ta sử dụng. Nếu như chưa đủ thì chúng ta hãy sử dụng thêm những cái scope sau. Với mình thì con này nó chỉ tầm một scope thôi là quá đủ cho cái tóc và cái kiểu mà mình mong muốn. Đây là sau khi tôi dùng khoảng tầm 1 tiếng thôi, anh em có thể nhìn thấy nó rất là bồng bềnh và nhẹ nhàng ấy. Tóc tôi thì hơi màu nâu nâu, tại vì về cơ bản là tóc tôi màu hàn rẻ giống mẹ tôi. Khi mà tôi sử dụng hóa chất là kiểu hơi làm xoăn nhẹ một tí nữa nên là nó sẽ lên cái màu khá là rõ. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là nó có một cái độ bóng. Con này thì người ta khuyến khích là dùng cho tóc dày và tóc loại trung. Tóc của tôi thì nó hơi mỏng một tí nên là cái việc mà dùng một scope của tôi nó cũng sẽ hơi ít hơn bình thường. Và cái kiểu mà tôi mong muốn ấy, nó cũng là một cái kiểu nó hơi bồng bềnh nhẹ. Tôi không muốn cái kiểu như kiểu vuốt cái kiểu vuốt ngược hết về đằng sau, kiểu vào nếp chải chải đâu. Mà tôi thích cái kiểu nó nhẹ nhàng này. Nên là kể cả khi mà tôi có đội mũ bảo hiểm đi chăng nữa thì tôi vẫn thấy rằng là tôi vuốt lại nó rất là dễ dàng. Đây các bạn có thể hoàn toàn nhìn thấy nhá, rất là dễ và trông khá là ok. Tôi không biết đây là kiểu gì, tôi để kiểu này là kiểu ở chắc là 73 gì đó. Và cái con này nó có một cái điều rất đặc biệt, sau khi sử dụng tầm nửa tiếng các bạn vuốt lên tóc là nó có một cái độ bóng. Độ bóng này thì lúc đầu nó sẽ chưa xuất hiện ngay, nó khoảng tầm nửa tiếng sau. Và đặc biệt là cái thời gian đầu các bạn có thể khó luồn tay vào, nhưng mà sau khoảng tầm nửa tiếng thôi là các bạn hoàn toàn có thể luồn tay vào, các bạn chỉnh như này. Nếu như các bạn có một cái lược thì các bạn hoàn toàn làm được đó rất là dễ dàng. Tôi thấy nhiều ông mà YouTuber nổi tiếng ở Việt Nam có tầm ảnh hưởng về cái mảng sáp này thì cũng review con này khá nhiều, như kiểu là anh Huy Quốc này, hay là bạn Trường chứ thứ, hay là trên các TikTok thì cũng có rất là nhiều người review về con này rồi. Nên là tôi cũng lấy về, tôi cũng trải nghiệm thử xem nó như thế nào thì tôi thấy là khá là ổn. Và có một cái điều nữa, đây là tôi hoàn toàn tự vuốt ở nhà, tự sấy rất là đơn giản, như các bạn có thể thấy ở trong cái đoạn video vừa rồi. Tôi sấy không có sử dụng lược hay là kiểu vào nếp quá là nhiều, mà cơ bản là sau chỉ sấy khô xong rồi tôi sấy ngược về đằng sau và tôi chia ngôi ra và tôi vuốt sáp thôi, thì nó đã dễ dàng được một cái kiểu như này rồi. Đó, đây là cái kiểu đúng kiểu tôi mong muốn thôi. Cũng có thể là do độ dài nó đang rất là hợp lý nữa nên là tôi cảm thấy quay nó rất là đẹp ấy, kiểu hơi bồng bềnh lãng tử, như kiểu vuốt như không vuốt mà lại có một cái độ bóng, tạo nên một cái sự hơi kiểu ảnh bao một tí. Cái yếu tố tiếp theo mà mình trải nghiệm ở con này đó là cái độ giữ nếp của em nó. Con này nói thật với các bạn rằng là trong những cái con mà tôi có ở nhà đây thì đây là một con giữ nếp tốt nhất trong bao này. Trước đây thì tôi có dùng mấy con của Byvillain này, rồi những cái thương hiệu con lợn lục các thứ. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là tôi không hợp với các kiểu đấy. Nên là với tôi, con này nó giữ nếp rất ổn. Tôi vuốt từ sáng thì đến tầm chiều 5 giờ tôi vẫn có thể chỉnh sửa nó một cách ok. Nếu mà tôi đội mũ bảo hiểm nó được khoảng tầm 70%. Và nếu như có một cái lược thì chúng ta có thể hoàn toàn tạo lại kiểu cho nó. Còn không thì anh em cứ xỏ tay như thế này thôi. Đây là quẩy lên như này là ok. Trông ổn đúng không? Đẹp ra ấy. Chứ nói thật với các bạn là đi kiểu du xuân đầu năm, xong rồi lúc nào cũng có một cái lược, một cái gương, xong rồi cứ xuống xe một cái là phải chỉnh lại nó hơi khó.
cứ cào tay thôi cho nó dễ. Tôi là một fan của cào tay, mặc dù tôi cũng có một cái bộ lược nhưng mà tôi ít khi dùng lắm. Thêm một cái điều nữa, rất nhiều ông hỏi tôi là anh ơi, em sử dụng những con sáp mà có mùi nồng nàn hay là kiểu quả mùi rõ thì nó có bị đánh nhau với mùi nước hoa hay không? Thì cá nhân tôi, cái việc mà cho cái phần tạo mùi vào những cái sản phẩm về chăm sóc tóc như thế này, đặc biệt là những cái tạo kiểu như thế này, nó không phải là những cái loại mùi nó quá là nồng nàn đâu. Về cơ bản những cái mà tôi trải nghiệm hay là tôi cũng đi cắt tóc nhiều nơi ấy, thì tôi thấy rằng là cái việc mà những cái sản phẩm tạo kiểu thường người ta sử dụng những cái mùi khá là nhẹ nhàng. Con này thì nó có cái mùi hơi hướng kiểu hơi thảo mộc, kiểu xô xô thơm ngọt ngọt nhẹ. Nhưng mà đây là các bạn ngửi ở trong cái hộp thôi. Còn nếu như mà các bạn vuốt lên tóc thì gần như là nó không hề có mùi một chút nào. Là anh em không cần phải lo về cái điều rằng là mùi sáp của con này hay là những cái con sáp khác mà khi các bạn ngửi này, nó chỉ cần hơi hơi lên rõ thôi thì các bạn vuốt ra thì gần như là nó sẽ không có mùi đâu. Còn con nào thì mở ra mà nó nồng nàn ngay lập tức ấy thì chắc chắn là sẽ đánh nhau với mùi nước hoa. Nên là anh em cũng cần tìm một vài con sáp, nếu như mà anh em tính là vừa dùng nước hoa có mùi đậm và sử dụng sáp có mùi đậm thì nên có một cái tông màu, tông mùi chung, tránh cái việc là kiểu ông nọ với bà kia thì không hay ho lắm. Còn về con Sigma này, cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là mùi nó không quá rõ rệt, apply lên tóc một cái là hết, không còn mùi gì nữa. Cái điều cuối cùng ở đây đó chính là về phần giá tiền, cũng như là cái đánh giá rằng nó có phù hợp với cái mức giá này không. Các bạn có thể dễ dàng tìm thấy cái sản phẩm Sigma của Megatron Quad này với một cái mã giá tầm loanh quanh tầm 200 mấy đến 300 nghìn cho một hộp 56g. Với cá nhân mình đấy là một cái mức giá có thể nói rằng là dễ tiếp cận với những bạn học sinh sinh viên. Một sản phẩm này nếu như các bạn dùng thì các bạn có thể dùng được đâu đó hàng ngày trong vòng một mùa ở tầm 3 tháng loanh quanh tầm như vậy. Mình dùng tầm 2 tháng nhưng mà dùng xen kẽ nó cũng được có một tí thôi, nó không dùng quá nhiều. Nó còn tùy vào là anh em dùng mấy scope và anh em có dùng nhiều ở trong ngày hay không. Với cái mức giá này thì thấy là rất là dễ, anh em chỉ cần tiết kiệm loanh quanh ra một vài bữa cà phê là anh em hoàn toàn có thể mua được con này rồi. Và với cái trải nghiệm cá nhân như tôi là một người dùng bình thường, đặc biệt là tôi cũng đang có một cái xu hướng là sử dụng những cái thương hiệu Việt nhiều để ủng hộ cũng như là giới thiệu nhiều hơn các bạn những cái thương hiệu Việt mà nó có chất lượng tốt, các bạn có thể tìm kiếm ở trên thị trường và trải nghiệm. Thì con này với tôi nó là một cái dòng kiểu sáp mà các bạn có thể dễ dàng dùng rất là nhiều dịp và với nhiều cái kiểu tóc khác nhau. Các bạn muốn giữ nếp tốt, tóc các bạn ở loại trung và dày thì nó ok. Các bạn nào tóc siêu mỏng thì con này nó lại không phù hợp lắm. Cái tiếp theo đó là cái giữ nếp cũng như là cái phần độ bóng thì nó rất là phù hợp với cái nhu cầu của tôi. Các ông có muốn tò mò thì các ông cứ nhìn tóc tôi là biết. Đấy, sử dụng này hơi đổ xuống nhá, hơi kiểu hàn xẻng rơi rơi tí ấy thôi, đó là anh em hoàn toàn có thể dùng, mà tôi dùng một cái scope rất là nhỏ. Cái điều duy nhất mà tôi chỉ muốn góp ý ở đây đó là nếu như cái sáp này họ sử dụng ở một cái hình thức đó là làm nó bớt đặc đi, nó kiểu hơi loãng đi một xíu thì cái việc mà mỗi lần lấy cũng như là đánh tan nó có thể dễ hơn. Nhưng mà tôi không biết là nếu mà thay đổi như vậy thì nó có làm giảm cái hiệu năng giữ nếp của em Sigma này không. Cái tôi không tìm hiểu lắm nên tôi không rõ. Nhưng mà nếu như mà bên Megatron Watt này có thể xem được cái video này và cũng có thể lắng nghe mình thì mình rất là mong cái việc chia sẻ con này hơi khó lấy và mùa đông một xíu. Đấy là một cái điểm duy nhất, điểm trừ thôi. Còn tất cả về cái hiệu năng, cái giá tiền cũng như là cái phần mùi, tôi thấy là nó quá phù hợp với nhu cầu cá nhân của tôi. Và tôi cũng sẽ dùng hết này xong rồi thử thêm một con Alpha nữa xem như thế nào. Và nếu như các bạn đã sử dụng qua con Megatron Watt Sigma này rồi thì các bạn hãy bình luận cảm nhận ở bên dưới. Còn nếu mà các bạn nam hoặc là các bạn sinh viên nào đang có cái nhu cầu tìm một con lọ sáp thì đây cũng là một trong những con mà các bạn có thể nên thử. Đặc biệt là ra Tết này thì có rất là nhiều những cái code khuyến mãi, anh em có thể tìm mua ở cái đường link ở phía dưới, hoặc đơn giản là anh em lên TikTok của tôi hoặc là TikTok của ai đó, anh em có thể mua này. Tôi thấy khuyến mãi rẻ vãi, xong rồi nhiều những cái quà đi kèm lắm luôn. Anh em hoàn toàn có thể mua để trải nghiệm. Đây là một trong những con mình đánh giá khá ổn trong những con sáp mà mình đã từng dùng.
Và nếu như anh em thấy video này hay thì đừng quên việc share và chia sẻ video đến nhiều người hơn. Và hãy nhớ một điều rằng ngoại hình rất quan trọng, nó là tấm vé vào cửa để các bạn có thể giới thiệu mùi hương của cá nhân. Mặc dù bạn có một cái mùi hương rất hay, nhưng mà nếu mà ngoại hình không tốt thì nó cũng như kiểu là các bạn đi vào ngõ cụt vậy, sẽ chả ai nghe bạn là cái mùi hương của bạn như thế nào hay là bạn thú vị ra sao đâu. Nên là ngoại hình rất quan trọng, tóc tai, quần áo, rồi mới đến mùi hương của cơ thể. Và nếu như các ông thấy video hay, đừng quên việc like, share, ấn chuông theo dõi. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.